clip cực kỳ rộng mà các bạn thấy là nó sử dụng đi sử dụng lại rất là nhiều ở trong thể loại nhạc rock. Câu này nó cực kỳ đơn giản nhưng nếu các bạn tập chưa quen thì các bạn rất khó đánh đó. Cái việc này chúng ta phải tập tới tập lui nhiều lần, từ từ nó sẽ thành quen và nó thành một cái vũ khí cũng rất là lợi hại dành cho các bạn ha. Thì cái câu này á nó chỉ đánh trên có 2 dây mà thôi, thông thường là đánh trên dây 1 và dây 2 và một chùm là 4 nốt các bạn. 4 nốt tức là chùm liên 4 thôi, một lần các bạn đánh 4 nốt. Ở đây nó có cái độ khó, ở đây là chúng ta kết hợp tay phải với tay trái. Tay phải thì chúng ta có đánh cái giống như economy picking hay là gọi là sweep picking một tí, tay trái thì chúng ta vừa đánh và có một cái nốt chúng ta pull up ra. Tay phải chúng ta đánh cái phím chỉ có 3 lần thôi, cái lần thứ tư là chúng ta dùng tay trái chúng ta pull up cái nốt đó ra. Nó hơi phức tạp một tí thì hãy phân tích vào cái câu của chúng ta tập và các bạn sẽ thấy là nó không quá khó ha. Thì đầu tiên chúng ta tập ngay cái ngàn số 12 của dây số 2, tức là nốt C. Sau đó các bạn tới cái nốt thứ hai là nốt D dây 1. Sau đó nốt pha thăng là ngàn thứ 14 của dây 1. Và sau đó các bạn pull up nó ra từ ngàn 14 các bạn. Tức là tay trái các bạn bung cái ngón này ra để nó quay về nó rê lại. Vậy chúng ta có 4 nốt như sau: C 12, rê 10, pha thang 14 và pull up bây giờ 12. Thì cái câu này thật ra các bạn thấy nó nằm trong 3 nốt này, nằm trong cái hợp âm gì các bạn? Hợp âm si thứ. Chúng ta có hợp âm si thứ các bạn bấm là thì chúng ta có C, rê và pha thang. Vậy thuộc về si thứ ha. Thì chúng ta đánh cái câu này như sau. Vậy để đánh câu này chúng ta phải tay phải của chúng ta như sau. Các bạn đánh đầu tiên phím xuống. Thứ hai các bạn cũng phím xuống luôn. Thứ ba chúng ta đánh phím lên. Và thứ tư là tay trái buông ra, tay phải không có đánh nữa. Các bạn xem kỹ tay phải mình nha. Thế như sau, xuống. Xuống. Lên. Tay trái buông ra và nó lặp lại như vậy nha các bạn. Xem kỹ lên nha, xem kỹ nha, chậm nha. Thì cái câu đó nó chỉ như vậy thôi và chúng ta tăng tốc từ từ. Tay phải các bạn nếu không quen quét dây lắm thì các bạn sẽ bị lỏng cầm ngay chỗ này. Chỗ đó hãy tập chậm để quen nha. Thì ở đây có một cái chiêu nhỏ, khi mà các bạn đánh 2 dây từ dây số 2 các bạn quay lại như thế này thì nó dễ bị ồn chồng cái nốt của 2 cái dây lắm, vì khi mình đánh tốc độ nhanh mà. Do đó có một chiêu đó chính là cái ngón trỏ của các bạn này, khi các bạn bấm vào ngang số 10 của dây rê thì các bạn chạm vô cái đầu của ngón trỏ này vào dây số 2. Để khi các bạn mà lỡ đánh nó còn ngân vô cái dây số 2 á, thì nó bị tắt cái tiếng nha. Kỹ thuật này gọi là kỹ thuật bịt dây thôi, các bạn thấy chưa? Còn nếu mà các bạn để không gì luôn, nghe nó rất là ồn ha. Còn khi các bạn bịt lại thì khi các bạn đánh cái 12 này các bạn buông ra là nó tắt tiếng ngay rồi, tại vì cái ngón này chúng ta đã chạm vào nó rồi. Đây là một chiêu ha. Rồi bây giờ chúng ta tập chậm nhé các bạn. Đánh tay phải nhớ 2 phím xuống, 1 phím lên, tay trái buông up, chậm nha. Để câu này nó khó thêm một tí thì chúng ta đánh lần đầu chúng ta đánh là C, rê, pha thăng. Câu sau chúng ta đánh C, rê, son. C, rê, son là thuộc gì? Hợp âm nào các bạn? Hợp âm son trưởng nha các bạn, son trưởng nha. Nhưng mà nếu đây chúng ta đánh C, nó C trước thì là son trưởng bass, bass C ha, vẫn được ha. Thì câu chúng ta như sau. Các bạn chỉ thấy ngâm 12, 10, ngâm 10, 14, buông ra. Rồi sau đó tới 10,
À, xin lỗi, 12, 10 và 15. 10. Tay phải các bạn, tay phải các bạn. Tay phải của các bạn đánh y chang một kiểu thôi, hai phím xuống, một phím lên, pull up ha. Từ cái câu này các bạn có thể di chuyển lên hoặc xuống, ví dụ như bây giờ mình đánh lên như chỗ chuyển lên như chỗ ngân 15 là rê đi. À, rê ha. À 15 13 17 15 13 18 đó, nhưng cứ như vậy thôi, chúng ta tập chậm nha. Tương tự các bạn có thể di chuyển cao lên ngay chỗ ngang 10, 17 là nốt mi, vậy mi thứ ngay chỗ này ha. À, cũng rất là đã ha. Thì hy vọng cái câu clip này cũng sẽ giúp cho các bạn có thêm một câu để tập tốc độ nhỏ nhỏ. Bây giờ thật ra giống như các danh thủ guitar nói thì các bạn nên tập những cái câu nhỏ nhỏ như vậy. Từ từ các bạn có thể ghép vô một cái câu dài, chứ đừng có cố gắng tập một cái câu dài mà trong khi muốn đánh hết toàn một cái câu đó tốc độ nhanh thì nó rất là khó. Các bạn nên chia nhỏ nhỏ ra các bạn luyện thì nó sẽ hữu ích hơn nha. Thì nếu các bạn có nhu cầu muốn phát triển cái kỹ thuật guitar trong khi là các bạn mới tập thì hãy đăng ký khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng của Đăng Khoa, thì mình sẽ hướng dẫn chức rồi chi tiết tất cả kỹ thuật cho các bạn. Cây đàn mình đang sử dụng ở đây là cây cọt các bạn, 260CS. Đặc điểm của cây này đó chính là cái cần đàn của nó gọi là Rusted Maple. Tức là cái kiểu gỗ Maple nhưng mà nó được nướng, nó được sấy nó lên để đạt đến một cái tiêu chuẩn rất là tốt, không có bị cong cần rồi sau này. Đó. Cây này giá cũng rất là tốt, các bạn coi phía sau nè. Đó. Thì trong cái tầm giá mà Ross Marble như thế này, các bạn rất khó kiếm một cái cây có cái giá rẻ như thế này. Những cái cây mà Ross Marble của các hãng khác họ làm giá rất là cao. Thì nếu các bạn có nhu cầu hãy nhớ ủng hộ Amigo Guitar Shop nhé. Và nhớ ủng hộ Guitar for Freedom. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.